Uy lực, mạnh mẽ và chi tiết. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hành của Đại Dương để tiếp tục ủng hộ kênh của anh Nguyễn cũng như dành cho anh Nguyễn tình cảm. Các bác hãy ấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ và ấn quả chuông cũng như nhấn vào nút like để được cập nhật những video mới nhất, những sản phẩm âm thanh hiện đại nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam. Ngày nay em lại tiếp tục giới thiệu và chia sẻ đến toàn thể các bác một mẫu đẩy có tên là CAF BL 4.8. thì đây là một cục đẩy thuộc phân khúc cao cấp. Cục đẩy này là cục đẩy mới tinh, được sản xuất và nhập khẩu từ Trung Quốc. Cục đẩy CAF là một thương hiệu, một công nghệ của USA và được tập đoàn công ty lớn đặt tại Quảng Đông Trung Quốc sản xuất và nghiên cứu để cung cấp ra các thị trường âm thanh nội địa châu Á, châu Âu. Thì cục đẩy này em xin được giới thiệu như sau. Phía trước nó là một mặt khay nhôm dày 5 ly, có thể nói là rất chắc chắn và độ lì cao, hầm hố, thể thao và sexy, tức là nó tập hợp được nhiều yếu tố đẹp mắt trong một cục đẩy. Hai bên là hai khối nhôm đua ra và bên tay trái của bác là một biểu tượng CAF, bên tay phải là mô đen BL 4.8. thì 4.8 này có nghĩa là 4 kênh và mỗi kênh nó đạt là 800W đánh ở nội trở 8 ohm và 1115W đánh ở nội trở 4 ohm. Và ở giữa được thiết kế là 4 chiến áp điều chỉnh cho 4 kênh, kênh 1, kênh 2, kênh 3, kênh 4. Và mỗi kênh này đều có cột đèn báo, báo hiệu tín hiệu đầu vào cũng như đèn clip báo quá tải và có đèn protect để kiểm tra trước khi cho cục đẩy này hoạt động. Thì cục đẩy này có cái trọng lượng nó nặng tầm khoảng tầm 30 cân. Rất là nặng. Thiết kế đẹp mắt và sang trọng. Trên lưng nó là có hai tem, một tem của công ty CAF và có mã quét QR. Và địa chỉ website của công ty này đó là www.caf.caf.com. Thì các bác chỉ còn muốn biết thông tin chi tiết về cục đẩy này, các bác hãy vào Google, chỉ cần nhập chữ tên là cục đẩy CAF BL 4.8 thì toàn bộ thông tin cũng như giá thành của cục đẩy này sẽ được báo trên website. Theo công ty báo thì cục đẩy này là 17.500.000 một cục đẩy này. Các bác muốn được giá rất tốt thì hãy điện cho anh Nguyễn thì các bác sẽ nhận được cái giá rất hợp lý. Em bán cái cục đẩy này với giá là hơn 10 triệu. Còn về phần đuôi bao nhiêu thì các bác hãy vui lòng điện cho anh Nguyễn thì được hưởng một cái giá cực kỳ hợp lý. Với cục đẩy này thì em khẳng định các bác nó sẽ chơi được rất tốt khi có kép cả một hệ thống loa đầy đủ, ví dụ loa lapline, loa center và loa sub, cả một phòng hát mà ở cái phân khúc, tức là không gian vừa thì bác có thể chơi một cục đẩy này là đủ một phòng hát luôn, tức là vừa chơi được loa phía trước phía sau và loa sub là vô tư, chỉ cần một cục đẩy này thôi đấy là chơi được. Bởi công suất con này nó là 800 một kênh, tức là nó chơi được 1.330 một kênh này đấy, một kênh này. Cho nên là các bác an tâm, hoặc là mỗi cái này nó chơi được một quả JBL 7.5 từ 2 họng 100 đấy, chiếc kèn lớn, một cục đẩy chính hãng. Thì dòng này các bác muốn chi tiết thì sẽ vào website em chỉ giới thiệu thôi. Đây là phía trước rất là đẹp, và tiếp theo ở phía sau nó hỗ trợ 4 đường vào bằng rắc cơ lông và 4 đường ra bằng rắc lưu trích. Và nhóm kênh 1, kênh 2 nó đều có công tắc, tức là có 2 công tắc, một là công tắc độ nhạy điện áp thì khi bác dùng mức đẩy em là 0.77, và có một công tắc nữa là chế độ đánh, tức là parallel, mono và shifter. Đấy, rất là hợp lý khi mà đánh chập kênh
Đây là một dòng cụ đẩy mới tinh thuộc phân khúc cao cấp do công ty CAF sản xuất và được công ty AV Việt Nam bảo hộ, kết hợp với công ty điều hành Nguyễn phân phối sản phẩm chính hãng trên toàn quốc. Cụ đẩy này âm rất hay, sạch và sang tiếng, nó rất là sang tiếng nhé, và nó thực hiện đầy đủ các phẩm chất âm thanh. Khi bác thực hiện cụ đẩy này, tiếng của nó chắc lịch, tiếng chắc nó không bị chói mà rất ấm, trung rất ngọt. Thì đó là những gì mà thương hiệu CF đã làm được. CF nó không những sản xuất cụ đẩy mà loa của họ là cực kỳ tuyệt vời. Đây là cụ đẩy thuộc phân khúc cao cấp, thuộc phân khúc cao cấp nhé, với giá trị là hơn chục triệu. Muốn được cái giá tốt thì bác hãy liên hệ với em, bởi vì em bán hàng chính hãng, có liên quan công ty, cho nên là bác hãy liên hệ trực tiếp với em thì sẽ được cái giá mà các bác áng chừng, nó có giá là hơn 10 triệu. Cái đuôi của nó thì không to, bác hãy lưu ý như vậy. Đây là một cái gợi ý của em, một cụ đẩy CAF đây là 4.8, tuyệt vời, âm thanh sạch, công nghệ mới nhất bây giờ hiện nay. Thì ngoài cụ đẩy 4 kênh CF BL 4.8 thì em còn có cụ đẩy công nghệ CATD rất là ngắn, công suất nó cũng đạt là 800W một cây. Cụ đẩy này rất là ngắn như một cái vang thôi, nhưng mà công suất nó cực kỳ khủng luôn. Đấy, rất là nhiều đẩy 4 kênh. Ngoài ra em còn mẫu đẩy sâu tốp BA1004 BOCG 450 rồi cụ đẩy Martin 4.2 Martin 18.000. Tức nhà em thì rất nhiều các dòng cụ đẩy 4 kênh công suất cực lớn, đẩy 2 kênh rất là nhiều, và 100% là đẩy mới và đẩy nhập khẩu từ các công ty lớn về, cho nên là chất lượng âm thanh nó rất là tốt và chế độ bảo hành rất là cao. Tháng đầu lỗi đổi mới và bảo hành 1 năm, bảo hành là thay mên luôn nhé, thay mên chứ không phải sửa chữa. Bây giờ em sẽ mời các bác quan sát một lượt nữa về cụ đẩy CF này. Công suất của nó một kênh là 800W, lộ trở 8 ohm và 1115W lội trở 4 ohm và một phòng hát. Với góc độ nhỏ nhỏ các bác có thể dùng một cụ đẩy nhà nội hộ hoặc gia đình thì quá đủ luôn. Ví dụ em ghép ấy, gia đình thì em ghép là 2 loa full này vào được, có súp đơn 50 họng lớn là rất thoải mái, là đánh cực lực rồi mà hay. Em chào các bác nhé.